cả những cặp vợ chồng mà khi chồng hài lòng với vợ thì cô vợ không hề hài lòng với thằng chồng. Khi mà cả hai bên đều hài lòng thì cực khó, cho nên phải điều chỉnh về cái thế bảng cân đối ấy. Không có cái gì phong thủy tốt bằng lấy một cô vợ biết chia sẻ, yêu mình thật, đồng cam cộng khổ. Cho nên người ta mới gọi phong thủy số 1 là vợ. Đằng này thấy vợ chồng không hạnh phúc lại đi đục tường này, xong kê lại bàn này, xong ngăn lại phòng này, đấy, xong đục thêm cửa để cho nó đúng cái hướng này. Nghe ba cái thằng thầy phong thủy tào lao chỉ có nát thôi. Thanh toán hiện hành, tức là thanh toán nói chung ok, nhưng mà thanh toán nhanh không ok thì cuối cùng chú cũng trả được nợ, vì tổng tài sản so với nợ là vô tư. Nhưng tại thời điểm thì chú chết bị áp lực về cái yếu tố đến nạn, thì cái não mình ấy nó bỏ ra một lượng chi phí khổng lồ để chống đỡ cái việc đó, thì người ta gọi đó là mất một cái phí cơ hội. Cái phí đó mất gấp nhiều lần so với tiền bạc, vì thời gian và tâm trí cũng là tiền bạc. Cho nên ở trong ngân hàng qua năm công đoạn mà không trả lập tức là nó cắt luôn. Trước khi cắt thì nó làm động tác, thôi bây giờ tao sẽ đưa hợp đồng ra, mày nợ tao 1 tỷ, mày trả cho tao cái quần đùi đi, mày hết tiền rồi, mày trả tao cái quần đùi xong tao xóa nợ cho mày. Thì nó thu cái quần đùi để nó tạo tâm lý và để đánh vào khách hàng thôi. Còn thông thường mày không còn quần đùi nữa thì nó làm động tác xóa nợ. Thì nó ăn được khách khác là xử tử tế, và nó ăn cái rất to là não nó không phải nghĩ nữa. Và nó ăn cái số 3 là có một bài học khốc liệt. Cho nên mày càng đòi nợ, mày càng đi kiện thì công ty mày càng thiệt. Thế cờ nó thế thì nó phải thế. Thì lúc ấy người ta lấy cái cục dự trữ dự phòng ấy, người ta bù vào cái mất. Đấy. Thành ra là cái người có học người ta xử lý diệu nghệ lắm, chứ không phải là vác dao vác kiếm đánh nhau để thu cho bằng được rồi kiện ra tòa. Đấy là những hành vi ngu xuẩn, mất để lấy não làm việc khác. Đấy, thì tí nữa mình có hai cái này. Một là phí cơ hội, thứ hai là cái phí ẩn bị mất đi. Cái phí ẩn là do mình ngu đần, còn cái phí cơ hội nó mất đi là mình bỏ cái cơ hội mình chớp được. Thành ra là mỗi thứ học xong phải ứng dụng, học xong phải ứng dụng. Nhưng tốt nhất đừng để mất. Đấy. Nhưng nếu để mất thì xử lý thế nào? Đấy. Làm vì gia đình mà vợ nó còn chửi, thế là mất toàn bộ động lực, mất toàn bộ tiền bạc luôn. Vậy thì ở trong nguyên lý, 7 nguyên lý của xử lý gia đình, thì nguyên lý 6 là bằng mọi cách phải thoát được tình trạng bế tắc. Tức là mình bận mấy thì bận, nhưng dành một cục thời gian trao đổi với vợ, nhận lỗi với vợ, chắp tay xin lỗi cũng được. Họ không tha thì thành ra không tha, mà tha thì thành ra tha, và sau đó làm việc. Cho nên là còn cãi nhau thì cái gia đình ấy còn lụng bại, mà không cãi nhau thì không trưởng thành được. Cho nên là hãy thoát ra khỏi cái vùng mà bế tắc, nó gọi là thế găng. Nguyên lý 5 là chỉ cãi nhau những chuyện đáng cãi nhau thôi. Khi bạn cho người ta mua chịu, nghĩa là bạn cầm đằng lưỡi. Khi bạn mua chịu của người ta, nghĩa là bạn đang cầm đằng chuôi, hai chuyện khác nhau. Vậy thì bây giờ làm sao mà cái thế cầm lưỡi mà mình chuyển sang thế cầm chuôi? Mày thích bùng phải không? Trước khi mày bùng, để tao nói đã rồi mày bùng, mày trả xong phẳng, tao sẽ thưởng mày gấp 4 lần cái mày tưởng tượng. Tao chỉ lấy mày đúng 2/3 tiền trên hợp đồng, còn 1/3 thưởng cho mày cái thái độ trả đúng hạn. Còn nếu mà mày không trả, mày nên nhớ tao đang cầm đằng chuôi nhé. Tao sẽ dẹn mày gấp 10 lần cái mày tưởng tượng mày bùng được của tao. Khi chắc chắn như vậy thì bắt đầu tổng giám đốc ký bán chịu. Đằng này mồm làm người ai làm thế? Anh em với nhau phải có liêm sỉ, trả nợ đi ông. Những lời lẽ đó là vô nghĩa khi tiền nó đã lên tiền tỷ, nhớ điều đó. Nhưng mà tôi thì tôi giảng từ nãy giờ ấy, mở bài ấy, tôi muốn các anh chị là để hầu hạ, không phải chỉ khoản phải thu, mà các anh chị cố, vì các anh chị là học viên trưởng thành mà, hầu hạ cho mọi chuyện liên quan tới việc khi
rút cặp quần ra, đưa tiền cho nó, đưa vật cho nó, và đặc biệt là đưa tình cảm cho nó. Đừng đưa nhầm. Nếu đưa nhầm, mày dở trò, tao sẽ luộc mày trên cái mày nghĩ nhiều. Thì theo anh, một tiếng vừa rồi có ích lợi gì không? Hay là nên rút kinh nghiệm? Và cảm ơn anh Khoa, cảm ơn mọi người, chứ không để làm mọi người tổn thương hoặc là cung mà lại ném sai cầu thì dở quá. Nhưng mà thôi thì cũng có một người đại diện xác nhận. Và điểm cuối cùng, PA là một pháp nhân, mà đứng đầu PA là có một chủ tịch hội đồng kiêm tổng giám đốc điều hành luôn, đó là anh Nguyễn Công Trọng. Và toàn bộ địa chỉ, số điện thoại hiện, vì tôi nói ra xong các bạn cũng quên, hiện trên cái màn hình của phần giới thiệu này. Rất cảm ơn các bạn chia sẻ với tôi, và cùng chúc nhau sức khỏe, cùng chúc nhau thành công, cùng chúc nhau hạnh phúc cho tất cả các mặt hoạt động trên các bảng hoạt động của chúng ta. Xin chào. Trường Doanh Nhân PR.